bọn tụi thằng học nè, chỉ biết xét sản xuất thằng học đại liên là sản liên chuyển đổi mới bị chia lại sản đại, kẻ mà hà thua mẹ bộ giáo chia sẻ bệnh trái thằng học nè, chúc cho mọi được rút ra chia mới nơi cam bị chia sẻ sản phẩm chậm ngái, đại ngày nay dương đường liên chạy tổng bị unit 2 a good job, đại này không nói dương đường liên tổng bị at the board đường mới đại này dương bị barbarians, okay let's start with me now. Ok, mình đang chạp ra mê rin thầm mấy cựu trang lùm lực mê rin chá thằng ọc nè chứ mùi cựu bẩn tích thằng ọc nè. Nhưng chẳng, nếu không mê rin chá dựng bán sạc xa nè vocabulary mùi chùm nuốn nè đôi chùm biệt là milk. Yeah, thạc biệt chùm nào, ta milk nóng mê rin thầm mạch. Ok, let's start now. Bẩn tích cựu trang là dương chi lùm lực biệt đại cựu ban bằng hành từ dương sân môn đang dương chạp ra mơ chùm lao thằng ọc nè ná. Chẳng lùm lực viê sân, bàn bật tọa mọ okay, chẳng milk mean the white liquid produced by cow, goat or sheep. Okay, này cái chữ rụp hiệu là milk. Example, we get milk from the cows and we like drinking it every day. Okay, the other word is grass, noun. So what does it mean grass? Do you still remember? Okay, grass, which means that a low green plant which grows naturally. Here is the picture of grass. An example, the cows eat grass as food. The other word is suck, nouns, pull in liquid or air. Here you can see the picture of the word suck. A machine sucks the milk from the cows. Okay, the other word is tanker, nouns, the big vehicle which is built to carry liquid or gas. Here is the picture of tanker. And here is the example. A tanker comes to the farms to collect the milk. Dairies. So I would like you to pause this video for a second and try to recall back your memory. So what does it mean, dairy? Chẳng cứ chẳng là dừng pause mình thả stop video nâng màm pleasant máu hay và tọa máu rùm lực thả biệt dairy nâng mình thả mệt. Ok, chẳng bà dừng mình chẳng lao hết dừng mới chẳng lao từng ọc này chẳng mới cứ dairy mình thả refers to the place where we produce milk from cows. Here is the picture of the word dairy. Ok, chẳng the last one is germs, noun. A very small organism, or we can say virus, that causes disease. Here is the picture of the word germs. It's similar to the word virus. We đôi chỉ mê rụng chẳng vì cao sĩ ca mê rụng tốt tội nha. Ok, chẳng cao phí rụng lực mê riêng vocabulary đại dân riêng chùm mùi kru sắp đà môn hói. Nhưng mà tôi từ sắc xa phía, nơi khăn ông ạ tạ bọt thamay mối đại nơi khăn ông nấu cứ. Dân sắc xa ông phía ạ tạ bọt, đại mình chùm mùi tha ba bờ lì. Chẳng chạp đam chỉ mùi cực đôi chỉ biết thả village noun a group of house and other buildings which is smaller than town and usually in the countryside. And here is the picture of the word village. Yes, here let's see the example. Dara live in the small village of Kandahar province. Okay, chẳng cái thả village chẳng cái chỉ ក្រុមផ្ទះនៃក្រុមផ្ទះឬក៏អគារជាច្រើនដែលវាតូចជាងទីក្រុងហើយធម្មតានេះគឺវានៅទីជនបទណាអញ្ចឹង village មានន័យថាភូមិ. Okay, cough. Okay, យើងតទៀតទាំងអស់គ្នា. The last one is cost, nouns, the amount of money needed to buy, do or make something. ជំនាញមានន័យថាចំនួនលុយដែលយើងចាំបាច់ក្នុងការទិញឬក៏ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅណា. Bạn ta và sân bà vi chỉ kể giả sắp mình này thả miền đầm lại chương mở example viên á. Example, this t-shirt cost $5. So cost here part of speak as verb. Chẳng cái cost cái này cứ vì miền một nghề vi chỉ kể giả sắp ná đài mình này thả miền đầm lại. Dự ní cứ miền đầm lại $5. Bamboo, nouns, a giant woody grass which is grown in the tropics. Here is the picture of bamboo. So bamboo means resay in Khmer. And hut, nouns, simple building, usually consisting of one room. Okay, so we combine
Those two words together, we have the word bamboo hut, noun fresh, a simple building which made by giant woody grass. Chẳng bà xanh bà bịa thà bamboo mà dáng dương bọ thà sấy, bịa hạt mà dáng dương bọ thà à kia để bị miền một xa mạnh, hay bị miền tập tục mùi. Chẳng bà xanh bà dương bằng châu bịa nâng châu kia tới Việt Ban để chia a simple building which made by giant woody grass. Okay, so let's see the picture to make it clear, everyone. Here is the picture of the word bamboo hut. Chẳng bịa bamboo hut này cứ miền này thà ផ្ទះអាស័យផ្ទះដែលយើងធ្វើអំពីអាស័យឬក៏ខ្ទមដែលយើងធ្វើអំពីអាស័យអីចឹងទៅណា Okay នេះក៏គេហៅថា bamboo hut ដែរណា bamboo hut Okay អញ្ចឹងយើងដឹងអត្ថន័យនៃពាក្យហ្នឹងហើយណាទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹង bamboo យើងបកថាអាស័យ ដល់ពេល hut ហ្នឹងមានន័យថាខ្ទម ដល់ពេល យើងដាក់ពាក្យហ្នឹងចូលគ្នាទៅ វាទៅជាខ្ទមដែលធ្វើពីអាស័យវិញណា Okay the last one I think is the word ambition. Okay, it's noun, a strong wish to be successful, powerful, and rich, etc. Okay, khởi nhục cầm chật đà kì là ngất chứng minh này tha mở hai chật ta na, the word ambition năng minh này tha mở hai chật ta. Nhưng mà example, her ambition in the future is to be a prime minister. Chẳng cái tha mở hai chật ta là bỏ niên là ngàn nà cột nâng cư trong phái tờ chía, nê dụ rộn trầy. Okay, chúng vocabulary khang lứa cứ off trong năng hái. Mình tiết tiết dương nâng cho từ sạc xa ở tập bọt off nế. Vẫn ta mà nâng sạc xa ở tập bọt cứu tay tầm lực dương tha tập xí dương tinh, tập xí dương pra, tập xí dương chăm nâu vocabulary tầng off này cứu bàn bà liền nâng. Ở bàn chân án á, chẳng cả nay dương chế vocabulary chân án cứ dương ai dơ vocabulary tập bạc bà dục. Dơ vocabulary tập thua chia ca xong tình yêu cho mùi phụ mà dương. Nhưng cả nay dương pra ông lê, cả nay chân án tới ông lê bỏ dương nâng can tác. Càng lang bị mặt ngay từ mặt ngay nhé. Ok, này cái chìa bị sọc ấy chẳng là cừu đã dừng ăn từng ngọc nè chẳng từ hơi dừng giờ từ bị chán nè từng ngọc nè là cừu bỏ sai thế cứ miền này thà trong chén nhé, từ liền tránh trong cầm nắng từ liền trái trong rít từ liền đái trong đái chén ngay từ liền bị sáng là cùng từ ok giờ từ kết cùng ai từ bị miền này từ mệt nhé. Ok, này cái chìa ăn bỏ đã dừng đừng liền từng ngọc nè. So here we go. We are going to study about this text that talking about Babeli. Okay, before you read the text, please answer the following question. Chúng mình đang dùng an at the bottom, dùng chia đường sự nô hàng cầm lên ngọc nè. So number one, what is your ambition in your future? Ta ở vậy tới cái chi mà chúng ta là bỏ ổn được ngàn nà cột. Stop with the group presenter và tọa mara nước chấm lao cái nông sự nô mới nè. What is your ambition in your future? Number two, what is your contributions to this country when you grow up? Contribution nó mình nói thà ca chạy đùm lệ. Ta ở vậy tức cái ca chạy đùm lệ là bọc ổn từ căn bà tìm mùi nít nửa phê đà bọn ai thông la nửa phê đà bọn ai miên ca nghiệt vừa ná. Ta bọn ai đang chạy đùm lệ ấy khá từ căn bà tìm này ná. Chẳng dừng ai pause video cruise sánh bà tọa mau rồi chậm lại nửa xin lùi tầng pin ní. Pin tự bay nửa tí thôi ná. Nửa phê đà bọn ai rồi chậm lại bàn hói chẳng dừng chập đám. Now, please listen to the tape about Babeli. Các bạn có thể nhận thêm thông tin này hãy nhận thêm đáp nơi ạ bọn này từng ọc nha. He comes from West Bengal in India. He is 16 years old and lives in the small village of Bapta. His village doesn't have a school. But Babur is lucky because he goes to a private school in the next village. His school costs 1,000 rupees, £12 a year. This is too expensive for many children in Babur's village, but they want to learn. So Babur teaches them everything that he learns. More and more children want to learn, so Babur's friends help him teach. The classes are in bamboo huts, but sometimes they sit outdoors. The school is free. And now has a name, the Anand Shiksha Niketan School, and Babur is the head teacher. Babur's busy days. I love teaching. I am never tired. Babur's days are very busy. He has no free time. He gets up at 5 o'clock in the morning and helps his mother with the housework. At 8 o'clock,
He goes by bus to his school 3 miles away. He studies hard all day until 4 in the afternoon. Then he travels back to his village, and at 5 he begins the classes. He teaches English, Bengali, history and maths until 8 in the evening. He says, I love teaching, I'm never tired. Now the school has 650 students and 10 teachers. Babu wants to study at university, but he doesn't want to stop teaching. He says, I always want to teach poor children. OK, tụi ngọt nha, chứ nó bị đại dân ăn. Nó bị đại dân bắt đập ạc tạ bọt đằng hào. Chẳng cổ chân là dân xác ăn ạc tạ bọt đằng được con ai mà đo, bị đo mà dân từ. Nó bị đại dân chụp biện là đại dân ở trẻ ăn. Chứ dân ai đập nữ listening để cổ bạn đã chạy dân đập mấy nâng bị bị đo thêm đó là bởi thừa dân nó đập biện nâng cạnh để cho bà. Và xin bác nông cạn này đại dân nơi để mình trẻ ăn biện nâng tiếp dân ai chạy mà số cổ đưa có tệ tâm mà cổ nông chi dân bạp nữ biện đại dân ở trên á. OK, chẳng thằng ngọc nó dân từ vừa làm hai thằng ngọc nó bây giờ dân ăn ăn tập bắt đầu chóp. So everyone, when you finish reading this reading text, please continue to do the other exercise. So here is the exercise number 1 in the student book. The instruction is look at the pictures, read these sentences about Babelis, underline what you think is true. Chẳng ăn tập bắt nó cái trò dân mấy. Cái trong là dương mơ rụt phiếp nâng an nâng bà dục tầng khẳng cao ông ni. Tại tôi bằng bì bà bờ lì nâng hơi underline. Vì ta underline nâng mình hơi thá. Cú bình tốt. Cú bình tốt bì cao ông. Nờ với đại dương kết thá. Kết thá trời. Nhưng chẳng cứ chẳng là dương post nâng video bọc cổ sánh. Bà tọa máu dương mơ. Excite bì mũi đọc đồng bầy. Bà tọa máu. Dương xì dương note. Take note cái này nà mùi. Xem qua thay chậm lại bao nhiêu người mới nè và toàn máu chậm dừng play video của mình đầu tiết đầm bay mới chậm lại mới nát đá đây với trầm trừ. OK, so without further delay, let's check the answer all together, everyone. So number one is Barbara gets up at 5 a.m. Number two, he have his mother in the house or have father at work. OK, mother. 3. He goes to school by bus or by car. Okay, by bus. Number 4. He studies hard until 1 p.m. or 4 p.m. Yeah, 4 p.m. Very good. So number 5. He begins his homework, the classes at 5 p.m. So the answer is the classes at 5 p.m. Number 6. He likes or doesn't like his work. Like or doesn't like? Yeah, the answer is likes. Number 7, he speaks or doesn't speak English. So how do you think about this exercise number 7? Speak or doesn't speak? So the right answer is speaks. Number 8, he want or he doesn't want to go to university. I'm sure that you got the answer. The answer is wants. Okay, very good everyone. OK, chẳng lo tặng ọc này nè, chẳng cứ dừng không thể dừng thua lầm hạt năng tơi tặng ọc này. Cảm ơn dừng thua lầm hạt năng háo dừng và to tơi lầm hạt xe nhất. When you finish this exercise, let's continue to the other exercise. OK, here you can see the question from number 1 to number 8. So the instruction in number 2 is read the first paragraph about barbers, ask and answer the question with a partner. Cái áo dừng mấy, cái áo dừng mơ ác tạ bọt đi mùi rồi bò barber nâng. Hãy xua hơn những chlòi xin nốt đây chiều mỗi đại cựu bỏ dường. From number 1 to number 8. So number 1 is where does barber come from? Ta barber nó một bị này chẳng tờ ná. Number 2, where does he live? Ta có rôn nâng á, ai nà. OK, chẳng 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 này bê mơ xin nốt bị lệch mua rồi hốt đo lệch một bấy. Cái này mất cứ rơ chẳng lâu chiều mỗi cựu tình ọc nế. Đôi môn môn đá, cựu chẳng là dương post nơ video này đồng bê rơ chẳng lâu ấy. Bị pram chạy đọc này tí thế ná. Phi em rơ viết luôn anh sân và tỏa mắt chạm mơ chạm lao ấy. Bỏ cừu ná, bỏ sân bà dương châu từ mơ chạm lao cừu tèm đồn. Chắc dự ở bàn kết ở bàn an, anh ta bọt đang xa mấy kỳ dương ọt chạy thì. OK, chẳng without further delay, let's check the answer all together everyone. So number 1, he comes from West Bengal in India. So your answer is the same as mine. Yes. Okay, let's see number 2. He lives in the small village
of BAFTA. Okay, BAFTA. Number three, no, it doesn't. The question in number three is, does his village have school? Have a school? Cái số ta ta sẽ là ta khung là bỏ qua đó mình sẽ là ọt. Ok, chẳng lời nó cứ miền ọt. Ok, cứ ọt miền thế nè. So number four, so why is he lucky? Hay là why ban chỉ quạt nó sẽ nàng. So you can see the question that start with why. So the answer is always using because. Ok, dân chập đàm đòi because mốt nè. Chân because ai kia tớ. Ok, so number four. Because Barbers can study at the private school in the next village. Ok, vì vậy là Barber nó còn ai sạc xa nơi xa là ai cả chôn mối nơi nông phùm các bài nâng nè, phùm các bài nâng. Ok, chẳng cụ kết thang cầm ai khát bì lìa chẳng cụ ăn trong lao dơ tèm đoàn thứ. Ok, number 5. His school costs 1,000 rupees or 12 pounds a year. This 1 pounds a year. And number 6, he teaches the children everything that he learned from school. And number 7, no, sometimes the classes are in the bamboo hut. Number 8, the Anand Seksha Nikitan school. It is free. Okay, so everyone, you can compare your answer with mine, and then if your answer are wrong, please correct it. Okay, so we finish this slide. Good. Complete toàn khuôn được mình. Okay, complete toàn khuôn được mình đang ngọt nè. Okay, so you see the homework here. We have homework, and this is the homework that I will assign in your group Telegram. So I hope that all of you will do the homework and then say send your answer to me, and I will check your answer whether it is right or wrong. Okay, so everyone, thank you so much for your time, and thank you so much for your greatly participation with me, and I wish all of you good luck, healthy, and happy all the time with your family. Okay, goodbye, good luck.